Cho mình hỏi là tại sao bạn biết đến kế toán Việt Hưng ạ? À, qua YouTube, Facebook, group hay là được bạn bè giới thiệu ạ? Dạ, qua bạn bè ạ. Qua bạn bè. Bạn bạn đã học ở Việt Hưng rồi ạ? Dạ vâng, đã từng học một khóa ở Việt Hưng ạ. Thì qua thời gian học với giáo viên thì bạn cảm thấy là cái chương trình của mình có dễ hiểu không ạ? Và giáo viên học thì có dễ hiểu không ạ? Dạ vâng, chương trình dễ hiểu. Giáo trình cũng giáo trình cũng ngắn gọn, dễ hiểu cho học sinh. Cái kiến thức bạn học thì có nâng lên so với cái lúc mình chưa học không ạ? Dạ, có biết hơn, biết rất nhiều điều hơn khi chưa học. Thế mình tự tin được bao nhiêu phần trăm thì để mình làm được làm việc cho doanh nghiệp của mình ạ? Hiện tại thì chưa có thực hành cho doanh nghiệp thực tế thì em đoán khoảng tầm 50-60%. Thì bạn có đóng góp gì cho chương trình của trung tâm rồi là đóng góp gì, có ý kiến gì đối với giáo viên không ạ? Dạ, chắc là không ạ. Rồi, thế thôi cảm ơn. Dạ. Thay mặt trung tâm thì mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn đã tin tưởng và theo học khóa học của trung tâm.